và chúng ta lại tiếp tục chương trình với bộ sưu tập thời trang của một người con của Đà Nẵng. Thưa quý vị, có lẽ được sinh ra và lớn lên, anh ta cảm nhận tất cả những thiên nhiên khắc nghiệt của vùng mình sinh sống. Và có lẽ đó cũng là cảm hứng khi lần này sau 10 năm trở về với Đà Nẵng, anh mang đến cho chúng ta những bộ sưu tập mới nhất. Và có thể nói những thành tích của 10 năm qua được đánh giá không chỉ của Việt Nam, mà các chuyên gia quốc tế về thời trang cũng đánh giá cao nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Và nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam này cũng không bao giờ quên về nguồn cội của mình khi anh đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Và cũng chính vì lý do đó, anh đã nhận lời để tham gia trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 27 lần này, lần đầu tiên được tổ chức tại quê hương của mình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những bộ thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí mang tên Chờ Một Cơn Mưa với sự kết hợp của trang sức của P&G. Của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Bộ sưu tập được mang tên Chờ Một Cơn Mưa lấy cảm hứng từ những nét đẹp của truyền thống nông nghiệp và đặc trưng khí hậu nông thôn miền Trung với hình ảnh sông nước và mây trời. Mang đến những chất liệu và hình ảnh mới cho tà áo dài Việt Nam. Ở dưới một lớp lưới may ghép bọc bọc ngoài và làm bề mặt chính để đính kết những hạt pha lê trong suốt li ti, tạo hiệu ứng bề mặt như những giọt mưa, giọt ngọc của trời bao phủ mọi cảnh vật đất đai. Trên tà áo dài thể hiện đúng chủ đề xuyên suốt của nhà thiết kế. Những trời non phủ xanh cây cối để người nông dân tiếp tục gieo trồng, hòa vào nhịp sống cuồn cuộn bất tận. Và qua đó, những nét đẹp từ thiên nhiên
đất trời và truyền thống nhà nông hiện lên qua tà áo dài Việt Nam, thân thương, vừa quen, vừa lạ, vừa thời trang nhưng vẫn mật thước chân phương. Hòa quyện với vẻ đẹp nền nã thước tha của bộ sưu tập áo dài Nguyễn Công Trí là bộ trang sức đỉnh cao của trang sức vàng PNC, với sứ mệnh mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế với chất lượng vượt trội. Trong suốt chặng đường 25 năm đồng hành cùng vẻ đẹp Việt, thương hiệu trang sức PNG đã thấu hiểu và đúc kết nên những giá trị và những phẩm chất cao quý của người phụ nữ ngày nay. Từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với công dung ngôn thành. Đó là những giá trị tạo nên vẻ đẹp hình thức lẫn tâm hồn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn hướng tới. Còn vàng là tinh hoa của đất trời, là biểu tượng cho khát khao, mong ước của con người về vẻ đẹp, niềm hạnh phúc, lòng đam mê và sự thành công. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Xin cảm ơn các người mẫu.